Chưa năm nào công tác chấm thi vào lớp 10 trung học phổ thông được tiến hành khẩn trương, nhanh chóng như năm nay. Chỉ sau đúng 2 tuần lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có thể công bố kết quả thi của thí sinh và điểm trúng tuyển vào tất cả các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn Hà Nội. Trong số những thí sinh đạt kết quả cao nhất năm nay, có không ít thí sinh đã cho rằng kết quả đó đến từ việc không bị bất cứ một áp lực hay kỳ vọng nào, nhưng lại được truyền lửa, tiếp động lực thường xuyên của thầy cô trong những buổi học trực tuyến. Đó là kết quả mà Trần Tùng Bách, cậu học sinh lớp 9A02 trường trung học cơ sở Đống Đa đã đạt được trong kỳ thi năm nay. Thì ngay từ đầu là gia đình và cháu cũng đã định hướng là con sẽ thi vào Kim Liên. Đấy, chứ con cũng không tham gia thi vào các trường chuyên lớp chọn. Và cũng khá là bất ngờ với kết quả của cháu. Vì thực sự là khi cháu thi vào 10 thì cũng chỉ mong là cháu đỗ nguyện vọng 1 theo ý muốn của cháu thôi. Khi mà một học sinh mà đạt được kết quả cao thì cái chính là phải từ các em đầu tiên. Và từ các em có ý thức học, có tố chất học thì từ đó các thầy cô giáo mới vun đắp, các thầy cô giáo mới đầu tư để có kết quả tốt hơn. Thế còn cái việc mà học thêm thì đúng là em không đầu tư cho cái việc học thêm quá nhiều. Không áp lực lắm, bởi vì là nhà con thì cũng không ép con là phải đỗ một cái trường nào, là mà cứ cố hết sức thì là mọi người vui rồi, nên là con cũng chỉ cố hết sức thôi. Bố mẹ cũng từng nói với con rằng là nếu mà lỡ con có trượt nguyện vọng 1 thì bố mẹ cũng không sao cả, con cũng học nguyện vọng 2 cũng được, đâu phải cứ là học trường tốt đầu thì ra đời nó mới tốt đẹp được đâu. Học những cái trường nó tốt hơn một tí, nó bình thường hơn một tí, nhưng mà ra đời mình vẫn có thể trở thành một con người sống có ích cho xã hội. 56 trên 60 điểm là kết quả mà Bùi Nguyễn Linh Uyên, học sinh lớp 9E trường trung học cơ sở Tân Định, quận Hoàng Mai đã đạt được trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Giúp bỏ áp lực con coi cái bài thi cấp 3 giống như mấy bài khảo sát bình thường ở trường, cũng không có quá nhiều áp lực. Ngay trước thời điểm thi. Thế nhưng với Uyên, điều em tự hào nhất là em đã vượt qua được chính mình khi thiếu vắng bàn tay chăm sóc, giúp đỡ của mẹ. Bởi đúng vào thời gian nước rút chuẩn bị thi thì mẹ vắng nhà do được điều động đi phòng chống COVID-19 tại tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh. Trong thời gian mà được ở nhà ở bên cạnh con ấy, khi mà con ôm ấy, mẹ cũng thấy rất là lo. Nhưng mà khi mà biết điểm như vậy thì mừng và rất là vui. Sau khi mà con đạt được kết quả như vậy thì nói chung là bố mẹ cũng vỡ òa. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà thầy cô ấy là cái người truyền cảm hứng cũng như là truyền động lực cho các bạn học sinh, để các bạn học sinh tự giác học tập hay vì việc các bạn ấy yêu cầu bạn phải học. Kỳ thi là của con. Bố mẹ, thầy cô là những người đồng hành, những người truyền lửa. Đó chính là cách tốt nhất giúp con hạnh phúc và rồi con sẽ có được những thành công đầu tiên của đời mình.